Em xin chào cả nhà Hiệp Hai ha. Hiệp Hai thì em lên cho anh chị em lô quần, quần không nha anh em. Anh em có nhu cầu quần thì chịu khó theo dõi giùm em ạ. Đây là một con quần đầu tiên màu xanh. Chất vải của nó rất là mềm mại nha anh em. Con này xài bằng dây kéo nhựa này. Chất vải của nó là dòng đi săn. À, dòng đi săn ha. Chất vải này cực mát luôn anh em ạ. Bụng của nó là 90. Bụng 90 anh em. Dài quần 104, bụng 90 dài quần 104. 6 túi hộp nha anh em. 6 túi hộp nhưng vải của nó rất là mềm. Con này hàng chuẩn cấp phát của Mỹ nha anh em. Cái thời đi săn thì cái chất vải này nó rất là xưa lắm rồi đó. Cái màu của nó cũng có nét giống biệt kích nhưng mà nó không phải là biệt kích nha. Con này 97, 96%. Ai chốt con này chốt giùm em 500.000 mã 70. Con này bẩn cực mát nha. Tiếp một con quần kaki thêm vàng. 4 túi nha anh em, bụng của nó là 90. Bụng 90. Dài quần là 116 ạ. Ở sông mông của nó này. À, đằng trước trên này xuống đẹp nhưng ở dưới này bị dính một chút dơ. Anh em nhìn kỹ giùm em nha. Đây nó hơi cứng cứng á, như kiểu là cái chất gì mà nó cứng cứng nha anh em. Rồi, trên này cũng đẹp nhưng mà ở đây cũng bị dơ này. Anh em nhìn thấy vết này chưa? Hai vết. Đằng sau thì có một cái tem tên này. Đó. Cái vết này hồi nãy em đã báo chưa ta? Cái vết này thì ở bên này cũng chưa báo. Nó thuộc về tà đằng sau. Đây có một vết dơ nữa. Ba vết. Bên này thì ok. Con này thì 96%. 4 túi nha, 2 túi trước, 2 túi sau. Nếu mà nói về kaki 700.000 mã 69. Thông thường nó không dơ không gì hết. Em bán 900.000 nhé. 700.000 mã 69. Tiếp một con quần của gì ta? Quần này của quên mất rồi. Quần này không biết, quên mất rồi. Cái bụng của nó là 80, căng hết cỡ là 82. Con này là Đức. Giá 104. 100 dài quần 104 anh em. Chất vải cực kỳ mềm. Nó là 5 túi. Xài bằng dây kéo nhựa nha anh em. Con này 97% đồ mới. Ai chốt con này 400.000 mã 65. Đức của Đức. Mã 65 nha anh em. Tiếp một con quần Navy Seal thủy quân lục chiến, chất vải cực kỳ 6 thứ hộp có bảo mông. Cái bụng của nó là 78 mà căng hết cỡ là 82. 78 82 anh em. Hàng của Mỹ nhưng mà nó cũ lắm rồi. Dài 112 đã qua sử dụng ha. Đấy, con này xuống màu đều. Con này được 90% nhưng mà vải rất là dày và đều nha nhé. Dày và đều. Ở ngay cái đầu gối có hơi bạc một chút. Hơi bạc, bạc hơn chỗ khác một chút. Con này về giặt chắc anh em được tầm 5 thau nước. 5 thau nước dơ. Rồi em bán 500.000 mã 66. Con này đẹp em bán 900.000 á. 500.000 mã 66. Tiếp một con vải caro 6 túi hộp có bò mông. Hàng của Mỹ, bụng của nó là 78. 78 nha anh em. Ở đây nó mất đi một cái nút này. Ai mua mai bảo em đưa. Nhưng mà về anh em cắt cái nút này vào, về đơm ngoài giùm em nha. Dây chà còn nha anh em. Giá 102. Con này chỉ có 50 cô tông thôi. Con này đã có vết in nút này. 96% này. Vết in nút nha. Rồi tất tật tật. Quần thì rất là đẹp nhưng mà có vết in nút, anh em nhìn thấy hai con mắt không?
Rồi con này em bán 450 mã 64. 450 mã 64. 450 là giá lao động cho anh em nhá. Tiếp một con quần Navy Seal chất vải caro 64 hộp. Bụng 82, con này là lưng chun mà nó bị đứt cái lưng chun rồi anh em, nó co giãn ra rồi. Anh em mà rộng á, anh em về bỏ chun vào và đạp chun lại nhá. Nó mất chun rồi đó, nhưng mà chắc chắn là ông này là ông cứt lưng quá, ông cắt dây chun ông bỏ luôn. Thì đây đúng rồi, chính xác luôn. Khỏi cần phải đoán nữa. Chính xác khỏi cần phải đoán nữa. Ông cắt dây chun ra, ông bỏ cho nó thoải mái cái lưng. Còn anh em nào mà thích chuẩn như vậy, khỏi cần bỏ là vào luôn. Bụng của nó chuẩn căng hết cỡ là 84, mà đúng là 82 thì đẹp, 84 thì phải căng hết cỡ nha. Dài quần 108 ạ. Quần thì đang đẹp và mới này. Đẹp và mới nha. Đang đẹp và mới. Chít gối đàng hoàng. Con này là 97% nhưng không phải đùa đâu. Rồi chốt cho em 1,2 triệu. Mã 63. Con này bình thường em bán 1,5 triệu đó. Nó cắt chun là, tức là quần này không còn nguyên rin của nó nữa, cho nên em bớt anh em 300.000 luôn. Tiếp một con hải quân này anh em. Mũi keng xà beng, chưa có sử dụng luôn. Mũi keng xà beng nha, 64 hộp, có bảo mông. Bụng của nó là 86 và căng hết cỡ là 90. Chất vải cơ kỳ. Mũi keng nha. Dài quần 114. Mũi cứng đơ như cái bánh đa. Chốt giùm em 500.000 mã 62. Đơ như một cái bánh đa nha. Tiếp một cái quần không quân vải kaki 64 hộp có bảo mông. Bụng quần nó là 78 và căng hết cỡ là 82. 78 cũng vừa, 80 cũng vừa, 82 cũng vừa. Dài quần 108, mới 98%. Mới keng xà beng nhé. Mới keng xà beng không tì vết. Hàng của Mỹ nha anh em. Ai ưng con này chốt cho em 500.000 mã 61. 500.000 mã 61. Tiếp một con kaki tem vàng. Cái tem vàng của nó đổ ngà ngà, nhưng mà quần thì đang xanh đều đẹp nhé. Bụng của nó là 92. Bụng 92. Dài quần 106. Con này là bị dính sơn rồi anh em này. Nó dính lem lem một chút sơn như cái gì quẹt lên một phát đây, sơn nước ạ. Ống quần á thì nó lên lai bằng tay nha anh em. Anh em về lên lai lại cho nó đẹp trai chút. Rồi bên này cũng vậy, trên này cũng dính một chút sơn nhẹ nhẹ. Bên này đều nha anh em. Loại này xài dây kéo hả? Hàng chuẩn cấp phát. Độ mới của nó cũng 95, 96. Thực sự nó đều màu. Có cái nó bị dính một chút sơn thì anh em phải xử lý. Cho nên em bán 700.000 mã 68 nha anh em. Cực kỳ. Tiếp một con không quân hay còn gọi là cọp trắng chất vải kaki 64 hộp có bảo mông. Bụng 88 căng hết cỡ là 94. 88 căng hết cỡ là 94. Dài quần 114 ạ. Đẹp như mơ hiền mơ nồng mộng. Mới keng xà beng. Ai chốt con này chốt giùm em 400.000 mã 60. 400.000 mã 60. Có một con quần này là của cái quần neo. Neo này là neo của thủy quân, nhưng mà không biết là nước nào này. Size là size quân đội đàng hoàng em. Tên thì tiếng Anh mà em không có đọc ra được vì ngu tiếng Anh. Quần này là quần 4 túi, 2 túi trước và 2 túi sau. Ống quần của nó thì tầm
Ống quần của nó là 19. Cái form này là y hệt form của Levi hay còn gọi là Levi. Chất vải kaki dày bụng của nó là 90. Bụng 90 nha em. Dài quần 104. Đẹp nha. Đẹp nha em. 500.000 mã 58. Ai chốt chốt cho em nha. Đẹp. Đẹp trai. Tiếp một con này thì chất vải caro màu đầm tính. 6 túi hộp. Không có bỏ mông. Túi hộp nha em. Bụng của nó là 98. Nó mất 30 cái nút đây rồi. Mất một cái nút đây rồi. Cái túi hộp của nó nổi về rất là bụi nha em. Cái túi hộp này này. Túi hộp đã đành nhưng mà có cái hộp vuông nó nổi nổi cái quần lên, nổi cái hộp túi mình lên đó. Rất là đẹp nha. Nút cũng cúc nổi luôn này. Em cài vào anh em dòm nha. Rất là đẹp. Quần mà như vậy anh em chỉ cần bỏ một gói thuốc gì vào nó phình lên. Rất là đẹp luôn, chưa nói ở dưới này nhé. Đẹp lắm. Con này đẹp. Màu cũng đầm tính. Nhưng mà bụng là 98. Bụng to chút. Dài quần 110. Mới 98% nha em. Ai chốt con này 600.000 mã 57. Đẹp không? Trụ, cái màu của nó rất là đẹp. Bùa. Nhìn nó... Nói chung là màu hấp dẫn chất vải caro nha. Yeah. Chạy lên khám mấy cái. Tiếp một con Revive này, nói Revive nhắc cái nó xuất hiện liền. Con này Revive em. Thế đúng cái là nhìn cái form là biết nó Revive giống con này luôn. Con này là bụng 98 luôn. Cái hãng Revive này là quần bò của Mỹ ha. Lớn. Dài 110. 97-98%. Ai chốt con này chốt giùm em này. Cái quần này thì anh em biết cái form của nó rồi phải không ạ? Form quần này. Chốt giùm em 450. Mã 56. 450 mã 56. Bẩn con này là chất nha. Anh nào mà chơi quần hãng Revive là anh em biết. Tiếp một con quần bay multicam này. Anh em ơi, có một con quần bay multicam này. Hôm qua hôm kia ai chốt trượt, giờ chốt giùm em nha. Quần bay là hồi nay em lên một con áo bay của thằng Trực Thăng. Chất vải chống cháy. Con này cũng dạng chất vải chống cháy multicam. Chất vải của nó bệnh siêu nhẹ và mát. Bụng là 86. 86 đẹp nha. 88 vẫn kích được nhưng mà 88 đừng có chơi. Nó căng quá. Dài quần 108. Ở đây có dây kéo đồng đen nha nhé. Dây kéo ở túi luôn nha. Đấy. Con này là 98% đồ mới. Ở ngay đây có một cái bà. Bà bảy, ồ, 98 đâu nữa mà 98 giờ. Nó cặp cái gì rách mất rồi. Quần thì mới lắm mà con gì nó cặp mất này. Em dòm này. Con gì nó cắn rách ngay cái lớp này luôn. Lớp này thì giờ chỉ có cách là cắt luôn cái bà này quăng luôn. Anh em ạ. Cắt luôn cái bà này quăng. Thì nó mất cái lớp này. Ở trong lành nhá. Còn bên ngoài của cái túi này vẫn là bị rách. Rồi. Tùy anh em xử lý. Quần rất là mới luôn. Rồi em bán con này 400.000 thôi. Bằng giá một cái quần sọc. Vì con này bình thường là 900.000. 900.000. Chốt cho em mã 55. 400.000 nha. Về anh em xử lý nha. Quần đẹp lắm. Quần nó mới lắm. Tiếp một con không quân vải caro. 6 cái hộp có bò mông. Bụng của nó là 86 và căng hết cỡ là 94. 86 căng hết cỡ là 94.
Con này có lưng chun nha anh em. Có cái lưng chun ở bên đây không nha. Cái này dài quần 108 ạ. 108. Xanh đều đẹp, con này 97%. 97% ai chốt 400.000 mã 59 ạ. 400.000 mã 59. Rồi tiếp một con kaki tem vàng anh em. Nhưng mà con này tem vàng nó đi du lịch mất rồi. Nó đi du lịch mất tiêu rồi, không có thấy tem đâu nữa. Nó bị đứt mất cái tem anh em này. Anh em nhìn thấy cái sợi chỉ nó còn vàng đấy. Em phút luôn, mất rồi nha. Bụng to. Bụng 110. Bụng này 110. Dài quần 102. Bốn túi nha anh em. Dòng này thì kéo với kéo nó tiện hơn này. Con này là 96% trở lên. 96% trở lên. Bụng hơi to chút nha. Ai chốt con này 600.000 mã 67. 600.000 mã 67. Tiếp một con này lại là con vảy trâu, vảy trốt gì, vảy trút, vảy chất vải caro mới keng sa beng. Anh em nhìn cái họa tiết của nó này. Độc lắm nha, chất vải caro mà mới 98%. Bụng của nó là 84. Nó có cái lưng chun này anh em này, có lưng chun nha. Căng hết cỡ là 92. Con này là chưa biết của nước nào hết á. L. Con này không nói được nước nào anh em ơi. Có cái tem đây mà nó có viết nước nào đâu. Rồi cứ bán nước tào lao. Không có bảo mông, 6 túi hộp nha anh em. 98% đồ mới. Chốt giùm em 700.000 mã 51. Con này là anh em bẩn rất là ngầu nha. Cái form của nó giống quần bánh tỉa. Đây cái form đầu gối, có cái đồ cong của cái đầu gối này. Nhưng mà không biết nước nào luôn. Quần rất là ngầu, rất là gấu, màu thì đầm tính. Rồi chốt giùm em 700.000. Màu này là đầm tính nha. Tiếp một con này rần ri vải caro. Sao mà tóc em bữa nay nó rối giống em mà không biết. Con này vải caro 6 tới hộp. Bụng của nó là 80. Bụng 80, dài quần 100. 6 cái hộp bà mông nha, đằng sau đằng trước đều đẹp. Con này còn gọi là màu bạc. Màu bạc nha. Đẹp. Đẹp. Đẹp quá. Ở đây nó dính cha một chút dơ rồi này. Em nhìn thấy có mấy chấm dơ đây, em dán để báo lỗi nha. Chứ con này giặt cái vết dơ đó ra quần màu này anh em. Bẩn rần ri nhưng mà màu bạc cực hiếm. Bẩn đẹp, nó nổi cái vân này từ đằng xa, nó hấp dẫn từ đằng xa. Mình gần nó không nhìn thấy đẹp lắm đâu. Rồi, con này em cũng cho 96, 95, 96%, 400.000 mã 54. 400.000 mã 54. Tiếp một quần này vải caro, 6 thứ hộp có bào mông. Của thằng không quân, bụng của nó là 80 và căng hết cỡ là 90. Dài quần 104. Mới. 98% luôn anh em ạ. 98% luôn. Chốt chùm em 500.000 mã 52. 500.000 mã 52. Đẹp. Con này đẹp. Một con nữa là hết. Một con Asibu này anh em. A xỉu chất vải caro 6 túi hộp có bà mông, bụng 78 80. Căng hết cỡ mới được 80, còn bình thường là 78, dài 108 nha anh em. Mới 98%, chốt 300.000 mã 53. Đẹp tuyệt vời.
Lai này còn gọi là lai giá thơm cho anh em đấy. Giá này là gọi là giá sale ấy. Một con cuối cùng này anh em, 6 thứ hộp con bò mông chất vải kaki. Bụng của nó là 82 và căng hết cỡ là 90. Của không quân hay còn gọi là cọp trắng nha anh em. Dài quần 106. Con này mới nha. Con này mới mà hình như anh em nhìn thấy cái đầu gối của nó, phải không ta? Anh em nhìn thấy chỗ này có một chút trắng trắng hả? Vì mắt em nhìn về màu trắng không à. Mà nhìn đây thì không phải. Nói chung không có rõ ràng nhưng mà nhìn thì đều màu. Đó em. Màu bây giờ cũng nhìn không ra. Rồi con em bán 400.000 mã 50, còn cái phần trăm giao cho anh em. Nhìn cũng chả được, chả thấy rõ nữa. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em nha. Chúc anh chị em thành công và ai ưng cái nào thì gọi chốt giùm em. Em hẹn anh em qua hiệp 3. Em chào nhé.